Thế anh? Anh đến muộn 5 phút nhá. Anh đến muộn 5 phút vì... anh mua bánh mì, cái đứng nghĩa cho em này. Chỉ có anh là hiểu em thôi. Tất nhiên rồi, anh hiểu em ngay cái giây phút mà mình gặp nhau cơ mà. Lại dẻo miệng rồi. Nhưng mà thôi, em tha thứ cho anh lần này. Mà đi làm nhanh thôi, không em muộn giờ. Ừ, đi vào này. Đi đâu rồi? Xem đợi em một chút ạ. Em vừa mới đi gặp khách về. Vâng, em đang về công ty rồi ạ. Vâng. Anh ơi, anh có chạy xe không ạ? Dạ, có. Đáng nhẽ giờ này anh phải đang đi làm chứ. Sao anh lại ở đây? Tại công ty anh cắt giảm nhân sự. Anh chưa tìm được việc mới nên là... Anh chưa tìm được việc mới thì anh phải bảo em chứ. Thế mà sáng nay anh còn phải đi mua đồ ăn sáng cho em nữa. Nó là cái bánh mì thôi mà. Bánh mì thì cũng là tiền mà. Anh phải tiết kiệm chứ. Sau này lấy nhau còn bao nhiêu thứ phải lo. Em nói cái gì cơ? Anh không nghe thì thôi vậy. Em không chê anh à? Chê cái gì chứ. Anh phải cố gắng lên. Kiểu gì cũng xin được việc thôi mà. Với cả anh phải kiếm nhiều tiền để sau này em còn thu lương của anh chứ. Ôi rồi, chưa gì đã thấy tương lai mù mịt rồi. À chết, anh chở em lên công ty nhá. Sếp gọi em nãy giờ rồi. Ừ, 50. Kể cả 500 cũng được. Kiểu gì em trả thu lương của anh. Thế thôi, khỏi lấy tiền, mang tiếng ra. Lên xe thôi. Em nói là tiết kiệm mà, sao lại mua bánh kem? Tiết kiệm thì sinh nhật cũng phải có bánh kem chứ. Anh ướt cái gì đấy? Lại còn giấu em nữa. Là anh này, nếu có kiếp sau thì anh có yêu em và muốn làm vợ chồng với em nữa không? Không. Trả lời không cần suy nghĩ luôn ấy. Anh chê em nghèo, rồi anh muốn yêu một người xinh đẹp, giàu có hơn em để sống sung sướng hơn chứ gì. Em không thấy là em ở bên cạnh anh em phải chịu khổ à? Anh đâu có xứng đáng với em chứ. Cái hôm mà em nói với anh là anh cố gắng lên rồi sau này mình cưới nhau nhá, lúc đấy anh vui lắm. Em biết là anh được ở bên người con gái tuyệt vời nhất cuộc đời mình. Nhưng mấy tháng qua anh có làm được cái gì đâu. Xin việc cũng không được nơi nào. Vẫn chạy xe ôm như vậy. Thì bao giờ mới lo được cuộc sống tốt đẹp cho em chứ. Nhưng mà em đâu có trách em. Nếu có kiếp sau ấy, anh sống tốt hơn, nhất định anh sẽ tìm em. Nhưng mà lúc đấy, em có đồng ý là người yêu anh không? Này, Tuyến, dậy đi. Mày tìm tao làm gì? Mày định sống như thế này mãi à? Mày về xin lỗi mẹ mày đi. Tao không về đâu. Không phải, tao đi ngang qua đây, tao nhìn thấy mày thế này thôi. Mà tao nói cho mày biết, cái Quế Anh người yêu mày ấy, nó cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Mày im mồm đi, đừng có mà xúc phạm người yêu tao. Xúc phạm cái gì? Tao có bằng chứng đấy. Mày xem đi.